Xin chào tất cả các anh chị và các bạn, mình là Đài Nguyễn. Hôm nay mình sẽ tiến hành làm cái món dưa giá nha. Tại giá hôm qua mình làm ra đó tới 3 kg, bây giờ mình phải xử lý. Thì mình sẽ lấy ra 1 kg giá, mình có hẹ sẵn đây rồi, mình lấy 100 g hẹ, một củ cà rốt, một trái ớt. Thì mình sẽ tiến hành làm dưa giá, mà mình sẽ làm không có giấm nha, mình chỉ làm muối với đường thôi. Thì sau 2 ngày mình có thể ăn được rồi. Chua và giòn rất là ngon, thì các bạn cùng vào bếp với mình để làm cái món dưa giá này nha. Bạn thấy cái muỗng này không? Cái muỗng này là gọi là 1 teaspoon á, là khoảng 10 ml. Thì bây giờ cái muỗng này á, 4 lít nước mình sẽ bỏ là 4 muỗng muối nha. 1 nè. 2 3 4. Đường mình bỏ gấp đôi nha, để nó lên men nha. 1 muỗng đường, 2 muỗng đường, 3 4 5 6 7 8. Mình đã có là 4 muỗng muối và 8 muỗng đường trong 4 lít nước rồi. Mình sẽ để đó, mình đun cho thật là sôi rồi để cho thật là nguội. Bây giờ mình đi rửa giá nhé. Mình rửa bằng nước lạnh nha. Mình rửa cũng 5-6 nước rồi đó. Bây giờ mình vớt ra, mình để cho nó thật là ráo nha các bạn. Để mình ráo xong rồi mình mới bỏ vô mình muối. Nước lạnh ngắt luôn á. Lạnh cái tay quá này. Rửa thật là sạch, rễ mấy cái hột hư hư gì đó mình lụm ra hết luôn nha. Các bạn ơi, mọi thứ mình đã sẵn sàng rồi nhé. Giá mình đã rửa thật là sạch, mình để cho nó ráo. Nước mình đã nấu xong rồi và để cho nó nguội nha, nguội thật là nguội nha các bạn. Còn đây là hẹ mình đã cắt khúc rồi, cà rốt mình đã bào mỏng, ớt mình đã sắc mỏng. Cái rổ giá của mình đây, bây giờ đã khô ráo rồi. Và hẹ, cà rốt với ớt. Bây giờ mình bỏ vào trong cái thau này để mình xóc lên mình cho nó đều ha. Đổ vô thau hết nè. Rồi mình bỏ hẹ, bỏ ớt, bỏ đồ vô hết luôn ha. Bắt đầu mình xóc. Đó, nhìn thấy đẹp chưa? Đủ màu sắc luôn nè. Mình xóc lên đều hết rồi các bạn. Bây giờ mình bỏ vô hũ chuẩn bị mình muối ha. Các bạn thấy cái hũ của mình không? Bây giờ mình sẽ bỏ vô ha. Bỏ từ từ, bỏ nhẹ nhẹ vô. Có hẹ vô nó thơm lắm các bạn. Ký giá chắc một hũ này là đủ rồi, quá vừa đúng luôn quá à. Quá hay vậy ta, sao mình làm vừa đúng hay quá ta. Mình tưởng đâu không, một hũ này không đủ, ai ngờ nó vừa đúng luôn. Nước hồi nãy mình nấu bây giờ nó nguội rồi nè. Mình sẽ múc mình đổ vô nha các bạn. Đó. Đẹp quá luôn. Hũ giá đẹp chưa? Đủ màu sắc nè. Rất là đẹp luôn. Để một cái chỗ mà nó không có bị lạnh lắm, để cho giá mình nó lên men nha các bạn.
nó lên men là mình 2 ngày nữa sẽ mình lấy ra mình ăn. Cha nó lên men như thế nào nha. Wow, nhìn hấp dẫn không các bạn? Đó, mình đậy nắp lại rồi đó. Các bạn ơi, giá của mình đã lên men rồi nè. Các bạn thấy cái bong bóng nó nổi lên không? Thơm lắm luôn, mình mở cái nắp ra nó thơm phức luôn đó. Rồi, đây là ngày thứ nhất. Rồi ngày mai là bắt đầu mình dở mình ăn được rồi. Bây giờ nó chua rồi đó. Đường nó lên men rồi các bạn. Đó, nhìn cái hũ giá của mình nè. Mình đã thành công rồi nha các bạn. Ngày mai là mình có giá chua mình ăn rồi. Các bạn sẽ áp dụng và làm giống như mình nha. Là mình sẽ có một hũ giá chua tuyệt vời. Video của mình đến đây là hết. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở một cái video kế tiếp. Xin thân ái, mến chào.